Để giới thiệu các bạn đôi Bow 10.2 Series 2, một trong loa dạng cây, sở hữu một thùng 4 loa, một loa bass 20 trong thùng và 3 loa bên hông. Vỏ vàng. Đấy, thiết kế của loa như này, nó cao khoảng 1 mét. Đây, bóc căng ra cho anh em xem. Đây là 3 loa. Đây là test chung bát và một bát ở trong thùng. Để dễ cho anh em theo dõi thì em vào hãng của nó, em có cái hình của thiết kế bên trong nó như thế này. Đây, vừa xong rồi mình nhìn thấy một loa test và một loa chung và một loa bát bên này. Còn ngoài ra thì nó có một cái ngăn để một cái lò bát ở dưới đây. Đấy, nó tạo lỗ một thở riêng cho cái bát ở dưới ra đây. Đấy, anh em dễ hình dung. Đấy, nó cấu tạo như này. Đằng sau là nó có hai lỗ thở, một lỗ thở trên và một lỗ thở dưới. Đây, giới thiệu anh em. Đấy. Đây, khoang riêng, trên là của 3 loa trên. Còn khoang dưới này là của lò bát. Gồm một lỗ trên của bát và một lỗ dưới. 10.2 Series 2. Đằng sau thì vỏ màu bi, hai bên hông mặt trước, hông thì nó vỏ màu vàng. Còn lại anh em có thể hát hò nghe nhạc rất tốt luôn. Đây, tháo lốt căng bên này cho anh em ở xa có thể nhìn được. Mở từ đến phần to này trước. Căng này nó thiết kế rất là cách điệu. Dạng 3 tấm nhựa nó rời ra kiểu này. Em đang ghép tạm bằng con pin i9. Đấy, xuất âm thì từ máy tính thôi. Em thì cho bài vào lo này chẳng hạn này. Nghe xem. Anh em nghe thì this is how it would be if you just didn't love me. Yeah.